những niềm hy vọng huy chương của Việt Nam tại Olympic 2024. Hai xạ nữ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, đô cử Trịnh Văn Vinh được đánh giá là những người có cơ hội lớn nhất mang về huy chương cho thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris với 39 thành viên, trong đó có 16 vận động viên gồm Nguyễn Thị Thật, xe đạp, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, bắn súng, Trịnh Văn Vinh, cử tạ, Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, cầu lông, Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, bơi, Phạm Thị Huệ, rao in, Nguyễn Thị Hương, canoin, Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, bắn cung, Hoàng Thị Tình, judo, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Quyền Anh và Trần Thị Nhi Yến, điền kinh. Trong số này, bắn súng được đánh giá là môn triển vọng nhất có thể mang về huy chương cho Việt Nam. Ở vòng loại Olympic, Thu Vinh xếp hạng 6 chung cuộc nội dung 10m súng ngắn hơi, còn Mộng Tuyền xếp hạng 16 nội dung 10m súng trường hơi nữ. Dù vậy, bắn súng là bộ môn luôn chứa rất nhiều bất ngờ. Trong một ngày có phong độ tốt, hai nữ xạ thủ hoàn toàn có thể tái lập chiến tích vang dội mà Hoàng Xuân Vinh từng làm được tại Olympic 2016. Lực sĩ Trịnh Văn Vinh cũng được chờ đợi sẽ giành huy chương ở hạng cân 61kg nam môn cử tạ. Tại vòng loại, Văn Vinh giành suất dự Olympic khi xếp hạng 6 với tổng cử 294kg. Để có thể cạnh tranh huy chương, đô cử này cần vượt qua mức tổng cử từ 300kg trở lên. Văn Vinh từng giành huy chương vàng châu Á năm 2016 nội dung cử đẩy với thành tích 158kg. Năm 2017, anh giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục nội dung cử đẩy 172kg và tổng cử 306kg tại SEA Games 29. Cũng trong năm 2017, Văn Vinh giành huy chương vàng cử giật tại giải cử tạ vô địch thế giới với thành tích 136kg. Ở những môn còn lại, cơ hội để giành huy chương của Việt Nam đều rất thấp. Hoàng Thị Tình, judo, Võ Thị Kim Ánh, boxing, Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, cầu lông, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, bắn cung hay Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, boxing là những gương mặt nổi trội trong nước và khu vực, nhưng khoảng cách trình độ với thế giới còn rất xa. Hai vận động viên trẻ Võ Thị Mỹ Tiên, bơi và Trần Thị Nhi Yến, điền kinh tham dự với suất đặc cách nên mục tiêu chỉ là cọ sát, cải thiện thành tích và kinh nghiệm. Lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ diễn ra vào 1 giờ ngày 27 tháng 7, theo giờ Hà Nội, tại Paris, Pháp. Vận động viên Nguyễn Thị Thật, đua xe đạp và Lê Đức Phát, cầu lông, được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.